cảm giác mất cả tình lẫn tiền, có đau lắm không nhỉ? Hậu quả của đứa đi chồng tổ ông, ngu! Mày muốn gì? Son môi của chị lem rồi. Thương ghê chưa? Cảm ơn đã báo tin cho tôi. Nghe nói sẽ có một bài kiểm tra dành cho cô. Liệu mà cẩn thận đi. Công an tỉnh đưa giấy triệu tập cô. Chị ta sẽ chả ngồi yên để nhìn thấy cô lấy đi cả tình lẫn tiền đâu. Tôi sẽ cho người qua giúp cô. Như vậy thì có quá lộ liễu là chúng ta đang hợp tác với nhau không? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn phải không? Đúng vậy. Những người phụ nữ bình thường thì sẽ giấu chồng để lập quỹ đen, còn phụ nữ của những ông trùm thì lại gầy dựng thế lực đen của mình ở một chỗ khác. Vì thế sẽ chả ai biết đâu. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOWN.